sở hữu nội thất gỗ cao cấp với mức giá cực kỳ tốt, và ngoài ra thì được bảo hành 5 năm và bảo trì trọn đời nữa. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu ngay cho mọi người một mẫu bàn ăn theo phong cách là truyền thống và được làm từ chất liệu gỗ cao cấp. Và như trên màn hình mọi người thấy thì bộ này sẽ bao gồm một bàn và 10 ghế với hình dạng là hình dạng bàn oval, và hình ảnh ghế là đây chạm hoa mai và chim. Đây là những cái hình ảnh chạm truyền thống, đơn giản nhưng mà vô cùng sang trọng. Đấy, và như mọi người thấy trên màn hình á, cái bộ này thì chất liệu được làm là gỗ gõ đỏ. À, cái gỗ gõ đỏ này thì bên em sẽ tuyển vân khá là nhiều, bởi vì mọi người có thể thấy là trên phần mặt bàn, mặt ghế đều có những đường vân vô cùng đẹp mắt, đúng không ạ? Đấy, và cái màu sắc của nó thì sẽ có cái màu sậm và hơi trầm, sẽ giúp cho cái không gian phòng bếp của mình trở nên trầm ấm hơn rất là nhiều ha. Đấy, và bây giờ thì em sẽ mời mọi người xem sơ qua cái bộ bàn ăn này nha. Thì như em đã nói là sản phẩm bao gồm là 11 món, là 10 ghế và một bàn. Đấy, những chiếc ghế này thì với cái kích thước vô cùng nhỏ gọn cũng như là dễ sử dụng thì vừa ngồi vừa đủ ngồi luôn, chứ không quá to và cũng không quá nhỏ, đúng không ạ? Đây. À, với cái phần bàn ấy thì bàn sẽ được làm theo dạng là bàn oval. Đây, những quý khách hàng nào mà thích sự nhẹ nhàng và uyển chuyển ấy, thì em thấy là đa số sẽ sử dụng cái mẫu bàn này. Ngoài ra thì bên Sơn Đông sẽ còn có bàn chữ nhật này, rồi bàn oval lượng, giống như là nó sẽ có một cái quýt ở trong như thế này. Đó, có rất là nhiều mẫu bàn cho quý khách hàng lựa chọn ha. Và mẫu này thì vừa mới lên cửa hàng nên là em sẽ xin phép review và cũng như là giới thiệu sản phẩm cho mọi người cùng tham khảo luôn ha. Đây, mẫu này truyền thống thì chắc là những quý khách hàng nào mà hơi lớn tuổi một xíu là sẽ biết về những cái mẫu này, đúng không ạ? Và hiện tại thì đang rất là nhiều mẫu mã đang cải tiến lên rồi nên là rất là ít thấy cái mẫu này. Đó, nên là Sơn Đông hiện tại đang có một bộ như thế này mà chạm tựa lưng là chạm chim và hình ảnh hoa mai đây. Đó, đây là những cái hình ảnh chạm thủng ha mọi người, rất là đẹp mắt. Về nói về cái phong cách thì như em nói á, là phong cách là theo kiểu truyền thống, với cái hình tượng đơn giản nhưng mà cũng giúp cho cái không gian nhà mình trở nên sang trọng hơn. Và nói về cái phần khung ván, ván ghế thì sẽ được làm là nguyên tấm với những đường vân cực kỳ đặc sắc và đặc biệt, nổi lên rất là đẹp. Và bàn thì sẽ làm là dạng khung tranh với phần khung bao cực kỳ dày dặn. Đây, khung bao dày dặn vào cả phần ván mặt trong rất là dày. Và ván mặt trong là ván mặt nguyên tấm nha mọi người. Đấy, nổi lên đường vân rất là đẹp mắt. Và cái màu sắc thì phải nói là khi mà mọi người nhìn ở ngoài á, thì sẽ thấy là cái độ đẹp mắt của nó như thế nào. Người ta hay nói là gỗ thật nó sẽ xuống màu dần dần. Và cái phần bàn thì em sẽ đi vào cái phần yếm bàn trước. Đây, yếm bàn thì mọi người có thể nhìn thấy có một cái đường xung quanh như thế này, giống như là một cái dây thừng, đúng không ạ? Dây thừng mình sẽ xung quanh cái bàn. Những cái đường chạm tuy là đơn giản nhưng phải mất rất là nhiều thời gian, bởi vì mọi người thấy nó nhiều đường chạm. Đấy, và đến xuống phần chân thì sẽ có hai cái chân trụ để giúp cho chiếc bàn giữ chắc chắn hơn, bởi vì cái bàn này thì giờ nó tận 10 ghế lận, cho nên là cái chiều dài của nó khá là nhiều, khá là lớn ha. Đấy, cho nên là phải cần có hai cái chân trụ này để đỡ chiếc bàn, sẽ giúp chiếc bàn nó chắc chắn hơn rất nhiều. Hình ảnh là hình ảnh hoa lá tây đó. Cái hình ảnh hoa lá tây này thì không có chạm trổ quá nhiều như những cái mặt hàng cổ điển, bởi vì cái mẫu này nói chung là nó sẽ thiên về truyền thống nhiều hơn. Đấy, ok. Và về ghế thì em sẽ ngồi thử vào một cái ghế, và đối với một cái ghế mà ngồi tầm giữa cái bàn này thì rất là phù hợp đó. Có cái hơi bất tiện so với bàn tròn, đó chính là hơi xa. Khi mà đồ ăn ở bên đấy thì mình gấp hơi xa nên là mình phải chia đồ ăn ra hai bên cho đều ha. Nói chung thì cái nào cũng có cái bất tiện và cái tiện hết, đúng không mọi người? Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một mẫu bàn ăn là được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ, bao gồm là 10 ghế và một bàn như thế này. Thì hiện tại Sơn Đông đang có chương trình giảm giá từ 20 đến 25% nếu mà theo cái cách mà mọi người lựa chọn cái hình thức thanh toán ha. Và mọi người quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình là 0938 200 165 để em có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người, hoặc đến ngay địa chỉ là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà xem trực tiếp sản phẩm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.